Hôm nay trời nóng ăn steak nha. Mua hai miếng này ở trong target nè, một miếng, hai miếng. Và mình rắc cái bột nêm này vô nè. Này bột nêm steak and chop. Biết ngon không nữa mà ăn cũng gần hết rồi. Cho hai mặt vô. Rồi xong rồi mình cho cái này là có bột tỏi nè. Bột tỏi nè. Bột tỏi muối. Cái này là tỏi muối, cái này là tỏi một mình, phải không? Rồi đó mình cho tiêu vô rồi để ướp cho 10 phút lát nữa anh xả ra nướng nha. Ok. Này là mình bên cạnh đó mình có cái này là zucchini and cái gì đó, red bell pepper, ớt bell. Ok rồi, cho hai đứa nhỏ ăn này luôn nè, trời nóng quá không có nấu gì vậy đó, nóng quá 90 độ. Đây giờ đang là nướng nha, một miếng xong rồi đây nè, một miếng này xong rồi, này chắc medium rare hả? Ừ cái đó cũng được rồi, rồi bỏ lên nè hả, đây rau củ nè. Nó nói ăn thịt bò như vậy á mà hả, nó chê, thằng con nó chê nữa, ăn bò nữa hả? À gì đó, không thích ăn này, phải không, nó thích ăn, nó nói ăn nữa hả? Việt Nam tao không có ăn, đây hỏi nó ăn thịt bò vậy thôi, nói ờ rồi đó, ra đó, đánh cầu, đánh cầu lông nè. Thời tại rồi bây giờ là hiện tại bây giờ là 6:10 á, là 90 độ. Nói chuyện với ai? Nói chuyện với bạn, cái bạn ở trên trên kia kìa. Cho cây coi cái nhỏ đây, đây coi nè, đây là vườn rau bé tí, này là bí đỏ đó biết không, bí đỏ bữa giờ có gieo đâu, thả hộp đây dục đi làm phân á, rồi cái giờ trời nắng rồi tưới nước thì nó lên, mưa nó lên vậy á, đã không có ai muốn ăn bí đỏ thì tới đây nhổ cho mấy cây ăn. Còn này là gì Tèo, cây gì này, cây này, này có đào, này có trái mà năm nay thì như thế ít trái nha, đào này đây thấy ít trái nè, nè ít trái, mưa nhiều mà sao mà ít trái vậy. Còn này là nho, này nho, này nho, nho nho, cây năm nay nó ra làm sao đây ta, mưa nhiều quá mà ro như làm sao đây, giờ nó leo, nó leo mà nó leo qua bên cái plum luôn. Cái plum nó dưới đây nè, nhiều lá quá rồi. Đó, tao nói tùm ở dưới đây nè. Để bữa nào có tiền đi mướn cái ông thợ cắt, ổng tỉa cây cho nó sáng sủa một tí, tùm quá. Ok, thôi chừng nào có trái chín á rồi rủ bà con xem chơi nữa nha. Ok, bye ha, đi vô ăn steak nha.